Xin chào anh em, lại là anh đây, KCV in the house. Ok, này có một bài này ok đấy. Bài này là của 16 Typh, Hải Phòng. Hải Phòng anh em, lên luôn Hải Phòng sao? 16 anh em lên luôn. Anh làm bài này anh ưng phết đấy. Anh em mà bộ bài xẻ nhiều là anh vui quá, anh bốt luôn. Khẳng khẳng định luôn, bài này vui quá, bốt luôn, ok. Walking on the street của 16 Tip and 16 BRT về anh Dimic. Sau đó chú Hải Phòng. Phòng nhớ bổ xẻ nhá, bổ nhiều vào để anh bốt lên nhá. Ok.